Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, nơi nhịp sống luôn hối hả và căng thẳng. Nơi bố mẹ và con cái gặp rất nhiều áp lực. Mình biết là hai vợ chồng đang có vấn đề trong cái việc nuôi dạy con. Tại sao lại không cầm được? Cầm chéo viết cho chữ nó méo xịch đi vậy à? Các cháu muốn thể hiện, các cháu muốn là gây sự chú ý vào các cháu. Con không vào. Con có ra uống nước đâu, con ra con bảo bài này khó quá con không học được. Con không học con cứ ngủ đi, không học đâu. Con thường xuyên hỏi mình câu hỏi là mẹ có yêu con không? Mẹ ơi. Đi xuống rồi ạ, mặt mũi nhanh lên. Lúc đấy không biết phải nói như thế nào với các bạn ấy để cho các bạn ấy có thể hiểu là bố mẹ yêu con nhiều lắm. Tháng 11 năm 2018, chúng tôi đã thông báo trên toàn quốc tìm kiếm những cha mẹ can đảm sẵn sàng tham gia chương trình đặc biệt Cha mẹ thay đổi của VTV7 để tìm kiếm con đường nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc. Tham gia đồng hành và hỗ trợ các gia đình là các cố vấn đặc biệt có uy tín tại Việt Nam và thế giới. Giáo sư Baek Cho, Đại học Korea Hàn Quốc, Ủy viên Hội đồng Cố vấn Chính sách của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chống bạo lực học sinh với Thủ tướng Hàn Quốc. Giáo sư Choi Sung-e, giáo sư về tâm lý học, người sáng lập Hiệp hội Emotion Coaching Hàn Quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Lệ Thu, trưởng bộ môn tâm lý học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hảo, Phó viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Children need two things. They need good connection and good advising. Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký tham gia chương trình từ các cha mẹ. Và những nhân vật dũng cảm tiếp theo đã xuất hiện. Mình luôn muốn là dạy con bằng yêu thương, nhẹ nhàng, phân tích thôi. Mình thấy là anh nghiêm khắc, nhưng con nó lại nghe lời. Đấy, và anh nói là chính là do mình tính là mình nhu nhược quá nên là con nó bắt nạt lại mình á. Nhiều lúc cũng hoang mang lắm. Mình đang bực tức thế này tự nhiên về đến nhà, con thì nó lại mè nheo hoặc là nó lại bắt đầu muốn cái nọ muốn cái kia. Thế tự nhiên lúc đấy mình lại như kiểu bao nhiêu bực tức mình ở cơ quan mình không xả ra được, về nhà mình lại xả hết ra. Cũng rất là vô tình thôi. Trong một lần mình về quê và khi mà mình xem TV thì mình được biết đến cái chương trình Cha mẹ thay đổi. Và gần như đấy là một cách vô thức. Đến khi mà mình lên Hà Nội thì mình đăng ký luôn tham gia chương trình. Và thực tế là mình nhìn nhận thấy là con mình có những điểm không thể nào so được với lại con của bạn, người bạn của mình. Cảm giác là cùng độ tuổi nhưng mà đứa bé kia nó có rất là nhiều cái ưu điểm. Bạn ấy bảo là chưa bao giờ đánh con từ bé đến giờ, còn hầu hết tất cả lại đều đã từng đánh mắng và quát mắng con rất là nhiều. Mình muốn thay đổi để mình cũng được giống như cái người bạn ấy của mình. Đây là hình ảnh gia đình chị Hường trước khi tham gia chương trình. Đây là Cún, 6 tuổi, con gái lớn của chị. Cái gì? Cái gì? Lôi cái váy đồng phục xuống đi á. Không, màu hồng. Váy không màu hồng nào? Đi 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 ra ngồi ăn đi á. Đi ra ăn đi đã rồi tí nữa mẹ mới lấy được chứ. Còn đây là Kén, 4 tuổi. Qua miếng sườn không? Để mai làm món sườn xào rồi gặm nhá. Nhưng hôm nay nó rơi hết xương rồi làm gì có mà gặm. Ăn đi. Mình gặm giả vờ như hôm qua ấy. Không ăn cho không nhịn. Mọi người đi hết cho em ở nhà.
có gì đó bực bội thường trực trên khuôn mặt của mẹ. Sữa nhanh đi bơm một cái. Bơm chưa? Nói thải nói dối là bơm rồi. Uống sữa đi. Nhanh đi đứng lên thay quần áo ra. Bữa sáng kết thúc trong một không khí không mấy vui vẻ. Không biết có phải do quá vội mà chị Hương đã vô tình không để ý đến khuôn mặt này của Cún. Con ngồi thẳng hoa lên xem nào. Mình đang vội vàng mà con mình thì cứ lề mề lần trần không chịu nghe lời của mình thì nó cảm giác rất là ức chế. Dán mắt rồi đấy. Tắt TV đi, xong tí rồi xem. Tí nữa. Rất thích được xem tiếp tivi, kén liên tục tìm kiếm sự giúp đỡ của bố. Không xem. Hai bạn nhà mình thì không hiểu mà giống tính ai mà rất là hay khóc. Thì đấy, đến lúc mà mẹ quát không được thì bắt đầu lại chạy ra cầu cứu bố. Nhưng bố cũng không giúp được kén. Xem suốt từ lúc đi về giờ thì không được đáp ứng nhu cầu xem tivi của mình, kén bèn tìm đến một niềm vui khác. Bánh con lấy ở đâu? Trong ba lô á? Không ăn đâu. Không. Thế không để cho cái bụng nó nghỉ ngơi à? Và một lần nữa, kén lại không được đáp ứng. Không xem tivi, không ăn bánh và cũng không được khóc. Kén liên tục tìm đến ánh mắt của mẹ. Before she was angry, right, for not seeing the TV, so she's crying because she's now sad that nobody is now, you know, satisfy her needs, right? So she get the food, right? And then she said, "Don't eat. Stop crying." So all the emotions are being oppressed. And every time parents says no, 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 right? And right now mother doesn't even look at her. And then what do you think is the result of that? This answer to that question. I don't see any emotion in her face anymore. Heart. So when there is the emotional detachment, you know, break, then from child's point of view, her mother is no better than cook, no better than trainer,
no human connection as mother and daughter. Khi mà nhớ lại cái ánh mắt của Ken, đấy đúng kiểu một ánh mắt của một người đang nhìn một cái vật thể xa lạ nào đấy, chứ không phải là nhìn bố, nhìn mẹ nữa. Con phải uốn tròn cái nét mà sao con cứ nhọn hoăn hoắt vậy? Thôi con không chịu uốn rồi. Mà cô giáo bảo là cầm cái bút thẳng lên như thế này chứ ai bảo cầm ngang như vậy? Nhưng mà không cầm ngang nữa. Tại sao lại không cầm được? Chỉ cầm chéo thôi. Cầm chéo viết cho chữ nó méo xịch đi vậy à? Ngồi thẳng người lên sao lại nghiêng ngả vậy? Ngay viết thì nó lại như này. Này. Viết vậy mai cho nó cầm cái cổ tay kia vào. Viết nét bé thôi. Viết nhanh lên đi, đừng nhìn vào đấy nữa. Viết đi, viết đi. Có tất cả. The older daughter looks at the mother. But if parents who are emotional coaches, they will take advantage of that moment to share the joy and happiness. But here, they felt it individually, and the older daughter tried to reach out to the mother, but there's no connection. So, and then the time is so brief, you know, 0.5 seconds. It's sad. Mình phải kỷ luật với con, mình phải làm cho con sợ mình. Sợ thì con sẽ dẫn đến là con sẽ nghe lời mình. Ăn nhầm R với S thôi đây này. Viết lại cái này. Rau diếp này, viết sai hết rồi đây này. Viết sang bên này. Con đi học có một tí thôi đấy. Chưa lâu rồi mà không viết nữa. Nhưng mà đây là con đang viết sai. Không viết nữa. Tại sao lại không viết? Mỏi tay. Mỏi tay ngồi nghỉ 5 phút viết tiếp. Có vẻ như những mệnh lệnh từ mẹ cũng không làm cho Cún thay đổi quyết định. Con viết lại chưa đấy? Thế con viết sai rồi mà con không viết lại à? Rau cơ mà. Hay là vì cô giáo không kiểm tra nên con thích viết như thế nào thì con viết. Thế thôi, mai nghỉ ở nhà. Không phải đi học hành gì nữa. Of the conversation between the mother and the daughters is command. Do this, do that. This is a case where mother is more forceful, strong character, and father is a bit in relationship to the mother, is more gentler. So you can already see the difference in children's facial expression when they are with their mother versus when they are with their father.
cũng trong buổi sáng bận rộn, nhưng Kén vui vẻ khi bố hỏi Kén muốn chải tóc như thế nào. Còn với Cún là những tiếng á lên vì đau khi mẹ chải tóc. Dẫu vô tình hay cố ý, những đứa trẻ chọn đứng cạnh bố hơn là cạnh mẹ. The children show a lot of different emotions, but she never once addressed their emotion. But there's a very good emotional connection between the daughters and father. Father at least observes the kid's emotion and he mirrors it. It's called empathy. There's an emotional connection. Children need two things. They need good connection and good advising. Father does the connection but no advising. Mother, no connection, only advising. But children need both. Nhà chị Hảo bắt đầu một ngày mới bằng tiếng khóc của Tôm. Chỉ đến khi nhan thần trương bố xong rồi kìa. Nhiều khi mình vẫn nói với nhà mình ấy, tại sao em lại để cho các con như thế? Mình nghĩ là nhà mình có thể là chiều con quá hoặc là theo kiểu là yêu con cho nên là không dám nghiêm khắc. Anh nói thì đúng là con nghe lời, còn có nhiều lúc thì mình rõ ràng mình rất là yêu thương, chiều chuộng con, dịu dàng nhẹ nhàng với con. Nhưng mà có lúc mà mình nói con không nghe lời. Và con là thích gây sự chú ý, là đặc biệt là với mình. Thế thì mình thực sự là mình rất là hoang mang, mình lo lắng lắm. Ơ mẹ, con đá ba biết cắn không? Sao này cất lên đây, con đấy nóng, bảo ra cất vào xe đi, đưa bảo bố đưa chìa khóa xong cất vào xe đi nhanh lên con. Tôm. Không tự ý như thế, đóng vào. Áo này của ai ấy nhở? Con cắn không? Nếu con muốn mẹ cầm thì con phải nhờ tử tế. Mẹ thấy đấy không phải là lời nhờ lịch sự đâu. Con lúc nào con nhờ lịch sự thì mẹ sẽ cầm. Con bây giờ con phải nói này, mẹ ơi, mẹ cầm hộ con ạ. Như thế vẫn chưa phải lịch sự, lại để vào đây. Mẹ lại để đây này. Mặc kệ những lời nói của mẹ, Tôm ơi, tối nó không ra đấy Tôm đâu con. Đi ra bể nước phía sau. Rất nguy hiểm nhá, đi ra ngoài này nhanh lên. Đi tép, cậy anh ấy. Very different from the beginning, when the boy is kind of crybaby, weak, kind of weak looking, right? Simply worried and passively, you know, behaving. He shows aggression and flirting with dangerous situations, and in a way, he's enjoying it. Mẹ sẽ đi về bởi vì hôm nay là con như thế là làm. Mẹ nói mà con không nghe lời nhá. Tôm cất. Mới chỉ to chưa? Hay để mẹ gọi bố ra xử lý. Bố ơi. Bố anh trong nghịch diêm. Nghịch diêm. Thôi mẹ chịu, mẹ không bảo nó. Tôm ơi, cái gì đấy?
Sao đấy Bin? Anh bị anh Tôm đánh con à? Đâu bác xem nào. Có đau không? Đau lắm này. Rồi tí nữa để bác bảo anh Tôm sẽ xin lỗi con nhá. Tôm ơi lại mẹ bảo. Tôm. Và lại một lần nữa Tôm bỏ đi. Được rồi, để tạm thời anh không nghe lời thì anh ấy. Con rất dễ bộc lộ cảm xúc, tức là không vừa ý gì cái là sẵn sàng là gào lên, gân cổ lên mặt mũi rồi thể hiện sự tức giận rất là khủng khiếp. Và có những lần không vừa ý có thể là đánh luôn bạn hoặc là em. Trong cách giáo dục con thì mình lại khác với vợ mình. Tại thời điểm này mình chưa thấy hai vợ chồng mình giống nhau điểm gì. Thật sự. Hôm qua còn một số bài tập con bảo con đau đầu con không học đúng không? Bố cho con xem đúng 5 phút nữa nha, xong con đi học nha. Nhất trí không? Không thì bố tắt. Quân lệnh như Sơn. Mình bảo con mình đi học là phải đi học. Bài tư B gì? Thế con có học không? Bây giờ bố hỏi con có học không? Không học gì, không học đi ra ngoài. Và từ bây giờ không bao giờ bố dạy con học nữa. Thế con có học không? Hả? Bố hỏi con có trả lời không hay là bố lại bực mình? Hả? Con đi ra ngoài rửa mặt. Tôm ơi con đứng dậy con ra ngoài rửa mặt. Con đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi con vào. Bố bảo con đi ra ngoài rửa mặt xong vào học tiếp. Nào, con có nghe lời bố không? Con không thích rửa mặt nhưng mà bởi vì con không tỉnh táo, con khóc, nước mắt thất ra đây này. Con đi vào rửa mặt xong ra học tiếp. Mình có cái roi mình để kia mình bảo, thế có đi không? Nhiều khi bố sai anh đi làm gì anh không làm. Bố chỉ bảo, két cầm cho bố cái roi đây, anh lại đi làm đúng lắm. Nào, bây giờ chỉ có hai bố con mình học thôi. Mẹ đi có việc của mẹ rồi. Đến bây giờ là mình cảm thấy rất là hoang mang bởi vì là chồng mình thì nuôi dạy con theo cái cách là anh ấy cho rằng là cần phải rất là nghiêm khắc. Thì có đôi khi là phải quát mắng hoặc là hút roi. Nhưng mà mình thì không đồng ý với cái cách đấy lắm. Cái điều mà mình lo sợ nhất là con không phải là con không ngoan mà là con nó trở thành một cái người mà nó không kiềm chế được cảm xúc. Mình rất là sợ điều đấy. Mother's parenting style and father's parent style very different. Also, not only style, but where they're heading to is very different. What one allows, the other one does not allow. So there's a conflict. But children needs both good connection and good advising. Con thường xuyên hỏi mình câu hỏi là mẹ có yêu con không? Mẹ không yêu con. Lời gửi từ cún tới bố mẹ. Mẹ không yêu con, bố mẹ không yêu con, cả nhà không yêu thương con. Lúc đấy không biết phải nói như thế nào với các bạn ấy để cho các bạn ấy có thể hiểu là bố mẹ yêu con nhiều lắm, nhưng mà rất đau lòng là để cho bạn ấy cảm nhận và bạn ấy phải nói ra bằng lời cái câu là bố mẹ không yêu con như thế. Không biết làm thế nào để cho bạn ấy có thể hiểu được là mình yêu con một cách vô điều kiện được cả. Parents know that home is where the heart is. They know, but they don't feel it. That's why they have to learn the art, the method of loving, the technique of loving.
Tháng 4 năm 2019, các gia đình đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với các cố vấn của chương trình tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam. So it is important for me to give you advice, but it's also important for me to prepare you to listen to me. So the technique to achieve both, to prepare you to listen to me and deliver good advice, is called emotion coaching. And emotion coaching is about getting you to prepare to listen to me by making sure that you feel that you are being cared, connected, and emotionally supported by me. Lần đầu tiên trong đời mình được nghe đến cái cụm từ giáo dục cảm xúc. Có thể là nhiều khi là mình nghe thấy nói rằng là giáo dục con thì phải bằng tình yêu thương hoặc là bằng sự chở che bao dung. Nhưng mà đúng là lần đầu tiên mình được nghe và gọi tên cái gọi là giáo dục cảm xúc. Recently, there was a massive research which is called Adverse Childhood Experience. When children have something called adverse experience, then the chance of suicide goes up 10 times. Theo một nghiên cứu, những trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu rất tồi tệ bởi vì chúng làm cho não phát triển không bình thường. Vì sự gián đoạn trong sự phát triển của não bộ như vậy mà khi trẻ đi học, trẻ khó có khả năng tập trung, khó có khả năng suy nghĩ tốt. Trẻ luôn cảm thấy khó chịu, bối rối và khó kiềm chế cảm xúc của bản thân. Ngoài việc bị tổn thương do bị đánh, bị xâm hại tình dục, sống trong gia đình có cha mẹ ly thân hoặc ly dị, bị bỏ bê không chăm sóc thể chất, thì việc bị mắng chửi và thiếu kết nối cảm xúc cũng là những trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu của trẻ. So when that kind of things continues, then a lot of students fall into games or they become very fighting. People with such a behavior problems cannot become successful. Có lẽ là nói về workshop của bác Petro thì thực sự là trong cái khóa học đấy thì mình đã khóc rất là nhiều, bởi vì đâu đó có hình ảnh của gia đình mình thì mình cũng rất là lo lắng, mình lo sợ là nếu bố mẹ mà không thống nhất trong cái việc nuôi dạy con, không đồng cảm với con, không chia sẻ, không lắng nghe con nhiều thì rất có thể là con sẽ rơi vào những trường hợp như thế. Khi mà đăng ký tham gia chương trình, thực sự thì mình chưa nhìn nhận ra được những cái gia đình của mình nó quá nhiều vấn đề. Mình cảm thấy mình cũng rất là bình thường, bởi vì mình thấy rằng xung quanh mình có rất nhiều ông bố bà mẹ khác cùng tuổi đồng trang lứa với mình chẳng hạn, vẫn quát mắng con chúng nó bình thường, bởi vì không phải là lúc nào cũng là nhẹ nhàng khuyên bảo các con được. Chỉ khi mà tham gia chương trình thì mình mới thấy mình đã bất bình thường. Đấy chính là cái mà mình không tôn trọng cái cảm xúc của con ấy. Parents think because I love you and I want you to be successful later, because I want you to be happy later, I'm gonna hit you. Not because it's an effective way to make them successful and happy, but it is very convenient. I can hit you anytime, cost no money. We punish children by physical punishment, that there's no love. Tôi năm nay cũng đã 34 tuổi rồi và tôi biết là để thay đổi được bản tính của mình nó không phải là một điều dễ dàng. Tuy nhiên thì vì những đứa trẻ hạnh phúc, vì những đứa con của tôi sẽ trở thành những đứa trẻ hạnh phúc, thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi được và tôi sẽ cố gắng để mình có thể để làm cho con tôi nó cảm thấy hạnh phúc khi mà có một người mẹ như tôi. You don't have to change your personality. All you have to change is the way you interact
with your children. Sometimes we parents are so busy seeing our children as what they should become in the future and not see our children as who they are today. We have a choice either to spread seeds of unhappiness or spread the seeds of happiness. I hope you all make good choices and wish you great happiness and success, not only for your children, but for you as well. Mười tháng sau. Con mời bố, con mời mẹ, em mời chị ăn cơm, mời các... Mời các gì? Mời các bạn à? À, đúng rồi, cháu mời các cô chú ăn cơm. Mẹ nói. Mẹ mời cả nhà ăn cơm. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ khuôn mặt cau có của chị Hường trong bữa ăn trước. Ăn đi. Còn hiện tại... Như thế làm gì biết? Cái này chỉ là cái linh tinh thôi. Đấy, số 3 này. Hay lại bắt gấu nhá. Chi bắt đầu bằng chữ gì? Chi chi. Chi chi. Ăn đi, ăn đi. Chi chi. Mỗi mẹ biết. Mẹ biết nó khác nhau đấy. Dám ăn rồi đấy. Nếu như trước đây luôn là sự áp đặt từ mẹ. Xem. Không xem. Không ăn đâu. Không. Và phản kháng từ kén. Thì bây giờ. Mà vừa nãy con xem rồi mà. Lúc nãy tắm con xem rồi mà. Thế mẹ cho xem 10 phút thôi nhá. Đúng 10 phút là mẹ bảo tắt là phải tắt đi nhá. Hết giờ rồi, đi ăn cơm thôi. Em đi lấy chiếu trải ra cho mẹ đi. Còn với cún, nếu như trước đây mỗi giờ học đều thật căng thẳng với những câu mệnh lệnh từ mẹ. Viết nét bé thôi. Tại sao lại không viết? Mỏi tay ngồi nghỉ 5 phút viết tiếp. Chẳng có mẹ con gì cả. Thì giờ đây là sự kiên nhẫn. Đấy là chữ ngừng này. Ngừng chưa muốn nổ hết. Sự động viên từ mẹ. Ôi, bông hoa đẹp quá. Ừ, đọc diễn cảm thế. Đọc lại cho mẹ nghe nhỉ. Con với bạn Nguyễn Thị Dương có tình cảm đọc thơ đấy. Có gì? Tình cảm đọc thơ ấy, đọc đúng giọng của nhân vật đấy. Thế á, cô giáo bảo thế á. Thì mẹ lại hấp mật ong cho nó hết ho nhá. Để thứ 6 đi còn đọc biểu cảm nhá. Còn với nhà anh Thọ, kể cả khi mẹ vắng nhà và bố phải vào bếp, Tôm ơi, dạ. Ăn trứng với thịt băm hay là trứng riêng con? Riêng, ăn trứng với thịt băm. Thì dán trứng lẫn thịt băm nhá. Đó, con đập trứng nhá. Không. Con ghét đập trứng lắm, bẩn lắm. Này, hay là bố đập con khoắn nhá. Không còn là ra lệnh cho Tôm phải làm gì, anh Thọ đã nhẹ nhàng thuyết phục con. Không ra cục tròn được như bố đâu. Đây này. Và dù sợ bẩn tay, nhưng Tôm đã sẵn sàng cùng bố vào bếp. Biết rồi, lúc nào bây giờ đến nhiệm vụ thường xuyên con vẫn giúp đỡ bố là làm gì? Này này này, đây nữa. Đổ đúng. Không được, vẫn phải làm chứ. Cơm ngày nào cũng ăn mà. Ngày nào ăn 3 bữa ấy.
Rác đi đổ ngày con. Thay lần vì kia. Ra lệnh, bố nhắc Tôm nhớ về nhiệm vụ của mình. Tôm đi đổ rác với nụ cười trên môi. Và ba bố con đã có quãng thời gian chơi thật vui vẻ. Còn với chị Hảo. Đúng rồi. Một. Vì sao? Vì mình một chỉ một bằng không. Không nhân với? Không nhân với cái gì cũng là bằng không. Quá chuẩn luôn. Ôi, con về rồi à? Con mua gì cho mẹ đấy? Trà xanh. Con mua trà xanh à? Con biết mẹ thích uống trà xanh à? Ôi, ngoan thế, con gọi em đi. Đem cho em. Uống với mẹ này. Uống với mẹ à? Bố. Ừ, đúng rồi, con mời bố đi. Cảm ơn anh. Ngọt nha. Dường như khi cha mẹ thay đổi, gương mặt những đứa trẻ cũng trở nên dạng người hơn. Điều gì đã tạo nên sự thay đổi này? Now we will do, we'll practice the turning towards each other conversation from now on. Mommy, mommy, this playing piano, my fingers hurt so much. I've been playing so long already. Oh yeah, your fingers hurt, huh? And you feel like you played already very long. He's so cute. It's very important to remember that I didn't say, oh, quit playing, or eat more. I didn't do that. Okay, first I made a connection. This first step is just to make a connection, emotional connection. Yes. By listening to him and by sympathizing with him. And when she commented, oh, your fingers are hurting, when she repeated what I said, although she didn't say, okay, you can quit playing, practicing piano, I felt I've been appreciated because she listened to my complaint. Bánh đấy một mình à hay là như thế nào? Và đây là cách chị Hảo thực hành. Thì bạn con cũng mang cho anh Tôm ăn cũng gì? À, vậy là con là một em bé rất là ngoan, yêu thương anh đúng không? Anh Tôm mua cho con đâu. Bánh bao là của ai nhỉ? Tặng một tiền của mình. Bánh bao là của ai? Bánh bao là của ai hả con? Bánh bao là của ai? Bánh Tôm. Con đã xin anh đủ đúng không? Em anh không lo. Mẹ chỉ có thể vừa nãy nói giúp với anh rồi, anh hỏi anh là Tép đã xin anh chưa, mà anh cũng bảo anh không cho. Tép có vẻ vẫn chưa đồng ý với mẹ. Chỉ đến khi mẹ biết là con rất là thích ăn bánh bao đúng không? Lâu lắm không được ăn, vừa được ăn thích nhỉ? Đúng không? Đúng không? Con thích ăn đúng không? Đúng không? Ừ. Mẹ lấy bánh bao cho tủ lạnh. Từng ánh mắt hướng về rồi Tép. Xong rồi mẹ hình như mẹ hấp lại xong rồi mẹ lại mang ra bọn con ăn nhé. Thế à? Chỉ một lúc sau. Xin thi. Và vui hơn nữa, vì Tôm cuối cùng cũng chia sẻ chiếc bánh bao cho Tép. Emotion is something very subtle and diversified. Somehow, when we are with our children, we don't see emotions.
we only see their behavior. We see them watching TV, and so we say, stop watching TV. We see them not studying, so we say, study. It's all behaviors. So somehow when we are with our children, we become almost like a blind to emotion. But in order to give them the emotional support and emotional connection, we have to be able to see their emotion. Trước đây nếu như mà mình nghĩ rằng là chỉ cần là mình nhẹ nhàng với con, mình không nổi nóng với con, như thế đã là thành công rồi ấy. Nhưng mà sau cái khóa học đó thì mình còn nhận ra không nên chối bỏ cảm xúc của con chẳng hạn, hay là không đánh lạc hướng cảm xúc của con, mà cái điều quan trọng là mình nhận ra cảm xúc của con, lắng nghe cảm xúc của con, đồng cảm với cảm xúc của con và giúp con gọi tên chính xác được cái cảm xúc. Con xem cái gì đấy? Con mở xem cái gì đấy? Con mở cái khác con xem đi. Cái này là toàn của người lớn mà. Con trẻ con phải mở hoạt hình con xem chứ. Nhá. Con mở hoạt hình con xem đi. Hả? Thì con là trẻ con nên con phải xem chương trình của trẻ con. Để trước là khi mà thấy con không nghe lời, sẵn sàng quát mắng con, tại sao con làm như thế, con có dừng ngay cái việc đấy lại hay không, con có làm theo ý mẹ không, con mẹ nói mà con không nghe đúng không? Thế con thích xem cái gì? Con mở sang cái khác con xem nhá. Mẹ nói mà em không nghe lời mẹ buồn lắm. Con có thích xem cái này đúng không? Rồi mẹ biết là em thích xem cái đấy nhá. Con thích xem cái gì nữa? Nó tự lấy ra luôn. Thế đây con ngồi đây con xem nhá. Áp dụng ngay cái bài hướng dẫn của bác đấy là đầu tiên phải làm cho mình lắng đọng lại bằng cách là hít thở 15 đến 20 giây. Chỉ cần lúc đấy mình bình tĩnh lại thì cái cách mà mình nhìn nhận vấn đề và cái cách ứng xử với con nó sẽ khác đi. When they are not behaving properly, how do you react? Sad or mad or frustrated? That's not welcoming, that's a rejecting. So only way that you can welcome your children is if you can control the stress. Đi tắm đi. Con đi tắm đi, xong rồi tối con còn phải chuẩn bị đồ để mai con đi ấy đấy. Đi tắm nhanh xong rồi để con chuẩn bị đồ để mai con đi chơi đây. Nào em để. Nào ngồi gọn lên để mẹ tắm cho. Hôm nay chơi. Con sẽ nghe lời mẹ. Ui ôi, nghe lời mẹ giỏi thế. Mẹ thấy mẹ dạo này như thế nào rồi? Tốt hơn rồi. Tốt hơn chưa? Dạ. Và hôm nay mẹ con không đi tắm, mẹ thấy mắng con một trận. Mẹ con mắng đâu, dạo này mẹ con mắng đâu? Và cuộc hành trình lại tiếp tục. Khi ta căng thẳng, thì bộ não chúng ta được cài đặt theo cách thức
là đưa ra một vài phản ứng, thường là chiến, tức là chống lại, hoặc là biến, có nghĩa là chạy trốn. Hoặc là còn cái thứ ba nữa là liệt, cứng đơ luôn. Vâng, đóng băng luôn, không chuyển động. Bao giờ các vị phụ huynh ngồi đây mà thấy đứa con ngồi ở với bàn học làm việc thế này và có ông bố đứng ở bên cạnh, con ngồi đấy mà khóc, làm đi thế nào? Lúc này bộ não của nó vận hành thế nào? Ưu tiên số 1 của nó lúc này là làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này, chứ không phải là cái đáp số. Bố bảo con đi ra ngoài rửa mặt xong vào học tiếp. Đi đâu? Con không thích rửa mặt nhưng mà bởi vì con không tỉnh táo. Nào bây giờ chỉ có hai bố con mình học thôi. Như vậy đến lúc này ta hiểu rằng khi bộ não, tâm trạng, cảm xúc mà ổn, mà hạnh phúc thì thường nó hoạt động hiệu quả hơn, thông minh hơn. Điều đó cũng có nghĩa là khi trẻ vui và hạnh phúc thì kết quả làm việc sẽ rất khác so với ngược lại. Cười biết tên rồi, nhìn thấy tên em đồng cười thật tươi, nhìn mắt người đối diện. Kỹ năng thứ 2 trong 10 kỹ năng đó chính là khen ngợi để củng cố hành vi tích cực. Thực sự bây giờ mình sẽ phải nghĩ đến những cái việc tốt mà con mình đã làm hàng ngày. Đôi khi khen đâu cần phải gào to mà chỉ bằng mỗi cái ôm, cái vuốt tóc, cái gật đầu, đi lại gần, cúi xuống mỉm cười, thế là được ạ. Chỉ 20 giây chú ý tích cực thì đã củng cố cho hành vi cảm xúc tích cực rồi. Con biết không, mỗi lần chơi cùng con, mẹ lại thấy con có rất nhiều ưu điểm. Con không chỉ là một cậu bé ngoan ngoãn, tình cảm, mà con còn rất sáng tạo. Qua mỗi sản phẩm con đã làm, con còn rất kiên trì nữa. Mẹ cứ tự hỏi, sao tôm của mẹ có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để có thể lắp Lego theo trí tưởng tượng của con như vậy nhỉ? Ôi, mẹ không làm được như con đâu ấy. Thật sự, mẹ ngưỡng mộ sự kiên trì của con lắm luôn. Mẹ mong rằng con sẽ đem sự kiên trì ấy đến lớp mỗi khi con học bài hay chơi môn thể thao mà con yêu thích nhé. Mẹ biết con đang rất cố gắng làm tất cả mọi việc để bố mẹ vui, là bởi vì con rất yêu bố mẹ, phải không? Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt tôm. Gương mặt rạng ngời của những cậu bé sẽ có tương lai tươi sáng. Tôi thì là nhiều khi là cũng rất là bảo thủ. Ngày trước con nói thì gần như là không nghe và muốn áp đặt bố nói cái gì ra lệnh là phải thực hiện. Nhưng mà có những cái là con cãi hoặc là con có ý kiến thì mình cũng lắng nghe để xem là con đúng hay mình đúng. Ngày trước bố có đánh con nhưng bây giờ không đánh nữa. Buổi tối thì lại đi uống nước chè cùng bác, các bác trong xóm. Bây giờ không đi ở nhà. Ngày trước thì bố nghiêm khắc hơn. Còn bây giờ một cháu thay đổi. Anh không thay đổi là đỡ đánh con hơn một tí. Còn với cún. Xem đến lại cái mắt. Con sợ can một tí. Mẹ hiền hơn năm ngoái. Mẹ dịu dàng. Năm ngoái mẹ hay mắng. Nhưng bố mẹ này người ra chơi với con. Không có giảm nữa. Quà của mẹ con dành cho con. Cún yêu có lẽ rất bất ngờ khi đọc được lá thư này. Mẹ em rất nhớ con. Có một việc mà mẹ cảm thấy ân hận vô cùng. Cún biết là gì không? Có nhiều hôm khi đã quá giờ đi ngủ lâu rồi mà con vẫn thức. Lúc ấy mẹ thấy buồn và bực lắm. Con cứ đi ra đi vào. Thực sự khi ấy mẹ không biết, mẹ không hiểu là con đang muốn được ngủ cùng mẹ, được mẹ ôm ru con ngủ. Khi con nói, mẹ ơi con sợ, thay vì mẹ an ủi, dỗ dành, trấn an con, thì mẹ lại quát mắng. Nhìn con lúc ấy, khép nép, rơm rớm nước mắt đi ngủ, mẹ lại vô tình bỏ qua cảm xúc khi ấy của con.
Mẹ ước gì thời gian quay trở lại. Mẹ sẽ không làm như thế. Mẹ sẽ ôm con. Những giọt nước mắt vỡ òa khi Cún nhận được sự thấu hiểu của mẹ, điều mà trước đây mẹ chưa làm được. Thời gian gần đây khi mà con viết ra như này thì mình thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì là con đã cảm nhận được cái tình yêu của bố mẹ. Và khi mà con không chỉ nói ra bằng lời là con yêu bố mẹ, thì con đã viết ra những mẩu giấy như thế này để thể hiện tình cảm của con đối với bố mẹ. Vậy là hành trình một năm của các cha mẹ dũng cảm đã kết thúc. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Họ khóc khi nhận ra mình đã làm tổn thương con. Và họ cũng khóc khi đã tìm thấy con đường nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc và thành công. Từ cái việc là nghĩ rằng là làm cho con sợ mình thì con sẽ nghe lời mình, đến cái việc là tôn trọng cảm xúc của con để cho con có thể tự nguyện làm những cái gì mà mình thực sự mong muốn. Đấy là một bước thành công rất lớn đối với em. Điều quan trọng nhất là mình phải hiểu được cảm xúc của con, hiểu được con muốn gì. Mình đừng có nhìn vào cái hành vi của con, đừng có đánh giá là con đang hư này, con đang nghe lời này. Mình đừng để cái cảm xúc của mình nó cuốn theo cảm xúc của con, mà mình phải hiểu thực sự là sau cái hành vi đó của con, cái cảm xúc thực sự của con là gì. Thì mình nhận ra điều đấy và mình thực sự là cảm thấy rất là thoải mái, như là tháo đi được chút đi được cái gánh nặng đấy. Có thể hiểu nôm na đấy là nhà chính là nơi mà trái tim mình thuộc về. Thì gia đình là nơi mà mình hoàn toàn đặt trái tim vào đấy. Chồng con mình đều ở đấy cả. Đấy là tất cả những cái gì tình yêu thương mà mình đang có, mình đặt trọn vẹn vào đấy.